Kính thưa quý vị khán giả, đưa Việt Nam ra thế giới bên cạnh sự đóng góp của nam giới thì còn phải kể đến vai trò rất lớn của những người phụ nữ. Trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ kỳ này, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị câu chuyện của một người phụ nữ đã góp phần khẳng định kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của Việt Nam với thế giới. Bà là ai? Quý vị hãy cùng khám phá nhé! Xin được kết nối với MC Hoàng Vĩnh. Kính thưa quý vị, vào năm 2018, một thông tin đã làm nức lòng giới y học Việt Nam, đó chính là tạp chí về y khoa nổi tiếng nhất thế giới, New England Journal of Medicine, đã đăng tải kết quả nghiên cứu của nhóm bác sĩ Việt Nam về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Và chủ trì dự án, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, trưởng khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, là người đã dành cả tuổi trẻ cho con đường nghiên cứu y khoa và cũng đã giúp cho hàng chục ngàn đứa trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Và ngồi bên cạnh Hoàng Vĩnh lúc này đó chính là Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan. Cảm ơn bác sĩ Ngọc Lan đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Hoàng Vĩnh và xin chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, phụ nữ làm nghiên cứu khoa học không phải là chuyện hiếm trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, với Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan thì Hoàng Vĩnh nghĩ rằng đây là một trường hợp rất đặc biệt, bởi vì bác sĩ Ngọc Lan là nhà khoa học nữ thứ hai và cũng là đại diện thứ hai của ngành y sinh được vinh danh tại giải thưởng danh giá của khoa học Việt Nam, đó chính là giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho những nhà khoa học xuất sắc năm 2020. Và bên cạnh đó thì bác sĩ Ngọc Lan còn có rất nhiều những bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới. Và nhân đây thì bác sĩ Ngọc Lan có thể chia sẻ đôi chút về những công trình nghiên cứu khoa học của mình được không ạ? Xin cảm ơn Hoàng Vĩnh. Giải thưởng là dành cho một cái tập thể thực hiện nghiên cứu và tôi chỉ là người đại diện để nhận cái giải thưởng đó. Đối với công trình mà được giải thưởng thì chúng tôi thực hiện một cái nghiên cứu so sánh hiệu quả và tính an toàn của hai kỹ thuật chuyển phôi ở trong thụ tinh trong ống nghiệm. Thì sở dĩ công trình này được đăng tải bởi tạp chí New England Journal of Medicine là bởi vì cái công trình này nó góp phần làm thay đổi thực hành lâm sàng của thế giới. Trước khi cái nghiên cứu này được đăng tải thì hầu như chưa có ai trả lời được cái câu hỏi là phương pháp chuyển phôi nào nó sẽ tốt hơn, đem lại hiệu quả nhiều hơn cho bệnh nhân cũng như là an toàn hơn cho bệnh nhân. Thì ekip thực hiện nghiên cứu chúng tôi đã trả lời được cái câu hỏi này. Dạ vâng. Theo ban biên tập chương trình được biết thì bác sĩ Ngọc Lan cũng là bác sĩ trong ekip thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1998. Và từ đó đến nay, bác sĩ Ngọc Lan cũng đã điều trị thành công cho hàng chục ngàn bệnh nhân hiếm muộn. Và đặc biệt là bác sĩ còn có những công trình nghiên cứu để hỗ trợ cải thiện điều trị hiệu quả cho các cặp vợ chồng và tham gia huấn luyện đào tạo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cho các bác sĩ trong và ngoài nước. Và nhân đây thì bác sĩ có thể chia sẻ lý do tại sao bác lại lựa chọn trở thành bác sĩ trong lĩnh vực hiếm muộn và động lực nào để giúp bác đạt được những cái thành tựu như ngày hôm nay ạ? Việc tham gia vào ekip thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam đối với cá nhân tôi thì nó cũng tình cờ. Vì ở thời điểm đó thì tôi cũng rất là trẻ, vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa và đang là bác sĩ nội trú sản phụ khoa của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được triển khai ở tại Bệnh viện Từ Dũ thì tôi có tham gia hỗ trợ trong cái việc là làm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân, rồi hỗ trợ kê toa thuốc, hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân. Thì lúc đó thì các chuyên gia Pháp mới nói rằng là như vậy, muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm mà thành công á thì mình phải hiểu bệnh nhân, rất hiểu bệnh nhân, từng chi tiết nhỏ. Từ cái bệnh sử cho đến khám bệnh lâm sàng và cái theo dõi cái điều trị như thế nào. Thì do đó, đó là cái cơ duyên mà đưa tôi đến với cái kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Đối với tôi thì ban đầu khi tham gia vào thụ tinh trong ống nghiệm thì mình cũng chỉ cố gắng để mà hoàn thành cái kỹ thuật điều trị cho nó tốt nhất thôi. Bởi vì lúc đó cũng chưa có gia đình, chưa có con. Nhưng mà càng làm thì càng hiểu cái người phụ nữ hơn. Hiểu cái nỗi đau, nỗi khổ của họ khi mà khó có con, không có con. Và đến nhất là đến khi mà tôi có gia đình và tôi mang thai đứa con đầu lòng thì tôi càng thấu hiểu rằng là việc có con thì nó hết sức quan trọng đối với người phụ nữ và cái hiểu được
hơn cái ý nghĩa cái công việc của mình. Với người làm công tác nghiên cứu đã khó khăn và người phụ nữ làm công việc này thì lại càng khó khăn hơn nữa. Và đặc biệt là với bác sĩ Ngọc Lan thì việc mà cân bằng giữa công việc, rồi nghiên cứu và cuộc sống gia đình nó có gặp nhiều khó khăn không ạ? Dạ chắc chắn là rất khó. Dạ. Chắc chắn rồi. Và thật ra cũng không thể nào mà mình cân bằng tất cả mọi việc. Tôi cũng hay nói với các bạn trẻ đó rằng là mình chỉ có thể đạt được một điều hoặc là hai điều ở cùng một thời điểm. Yeah. Nhưng cái vấn đề của mình là mình xác định ở thời điểm nào mục tiêu của mình là gì để mà mình có thể đạt được cái mục tiêu đó. Phải nói thật sự là suốt cái thời gian vừa qua thì tôi dành cho cái công việc nó nhiều hơn. Bởi vì là con tôi đó, cái đứa bé mà đầu tiên đó, đầu lòng đó, thì khi bé 5 tuổi thì vì hai vợ chồng đều phải đến bệnh viện làm việc ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, thì để con ở ngoài cái sảnh rồi mình đi vô trong phòng ở trong đó mình làm. Thì hôm đó cũng có một cái anh là phóng viên thì đến cũng phỏng vấn, thì anh mới hỏi bé đó là chủ nhật á, ba mẹ có dắt con đi đâu chơi không? Thì bé mới nói dạ có. Thì anh hỏi là đi đâu, bé nói dạ đi bệnh viện. Là mình nghe được á, thì phải thật sự là mình nghĩ là cũng rất là chạnh lòng. Tuy nhiên á, là cũng như là tôi thành vậy thôi. Tức là trước đây mẹ thì cũng đến bệnh viện, cũng đem mình đến bệnh viện để mà được chăm sóc. Và bây giờ đến mình thì cũng là cái thế hệ kế tiếp, cũng là con mình nó cũng đồng hành. Gọi là đồng hành hơn là hy sinh. Đồng hành. Bởi vì là trong gia đình cũng cố gắng làm cho cháu hiểu được rằng là tại sao ba mẹ phải đi làm ngày chủ nhật, ba mẹ phải đi làm ngày thứ bảy, vân vân. Thì như vậy là cháu cũng hiểu. Và bây giờ thì có thêm đứa em nữa thì cái việc đó là gần như là các cháu là tự xác định rằng là mình phải ưu tiên người bệnh lên hàng đầu nếu mình là một cái người bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã mang đến một câu chuyện về gia đình của mình rất là ý nghĩa. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với các tiêu chí có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Thì theo bác sĩ Ngọc Lan, thì tiêu chí nào là tiêu chí cần thiết nhất đối với người phụ nữ thời đại mới ạ? Tôi nghĩ tiêu chí nào cũng quan trọng. Dạ. Nhưng theo tôi là cái tiêu chí cuối cùng đó, tức là có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội và với đất nước. Nó là cái tiêu chí rất quan trọng. Nó bao hàm hết cả những cái tiêu chí trước đó. Bởi vì nếu mà mình có trách nhiệm với bản thân mình á, thì mình sẽ giữ gìn sức khỏe, mình sẽ đầu tư học tập nghiên cứu để có tri thức, mình sẽ chăm chút mình để mà mình xinh đẹp. Rồi mình có trách nhiệm với gia đình thì mình phải có cái nuôi dạy con cái cùng với lại người chồng mình, hòa thuận và nuôi dạy con cái cho tốt. Rồi có trách nhiệm với xã hội là mình làm cái công việc của mình tốt nhất để mà phục vụ cho xã hội. Và nhờ đó thì mình có trách nhiệm hơn với đất nước, phát triển, mang cái thương hiệu Việt Nam ra khắp thế giới. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Ngọc Lan đã mang đến những câu chuyện rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp đầu năm mới cũng như là ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc bác sĩ Ngọc Lan sẽ có thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai ạ.